Ồn. Theo em thì chắc chồng em sẽ, em ghét nhất là cái mùi ổng đi vệ sinh xong. Chồng em thì không chơi thể thao rồi, nếu mà chơi thể thao thì tướng ổng không có như vậy. Ăn xong rồi ở thì cũng hiếm khi nào mà em thấy ổng ăn xong ở vô mặt em lắm. Còn vớ chân thì ổng không bao giờ mang vớ, ổng chỉ mang dép thôi, không bao giờ mang giày. Nhưng mà cái vấn đề mà ổng đi vệ sinh á thì em cũng nói rất là nhiều, tại vì toilet thì nó nằm trong phòng. Bao nhiêu cái nến thơm của em làm trong phòng không làm lại mùi của ổng. Cho nên là chắc em nghĩ là đáng lẽ là cô B. Bây giờ mình để xem coi Thành sẽ nói gì nha. Câu hỏi này em thấy sao? Cái mùi hương mà khiến cho cơ thể, trên cơ thể em mà khiến vợ cảm thấy kinh khủng nhất là chắc cái mùi mới đi vệ sinh xong. Cũng có cái vô lý nữa, ai đi vệ sinh mà không thôi, mà cứ tối ngày cứ nói sao anh đi hôi quá vậy. Cái em mới hỏi vợ em lại, ủa vậy chắc em đi thơm. Vậy nên mốt á, Thành đi xong em giống như hụng khóa chặt luôn, cho nó chừng nào nó tan đâu, hay là mình tự quỷ với chính mình đi. Không cho nó quỷ hết, không mở ra đi. Không em giả bộ đem thay cho vừa thơm nhìn xịt qua cái rồi mở cửa ra để nó thay đổi không khí đi. Bây giờ tôi chốt lại Hùng với Diệp á là 5/5 luôn. Chúc mừng em. Anh với Thuận thì cũng cái hiểu cái không, nhưng mà cũng về cũng tương đối hiểu đó. Nhưng mà hai vợ chồng anh thấy rằng là rất là dễ thương. Chúng ta đã đến với phần hiểu ý nhau giữa hai vợ chồng, rất là dễ thương ha quý vị ha. Bây giờ ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần bếp chiến. Ở phòng bếp chiến này thì chồng nấu một món mà chồng có thể thấy rằng cái món đó là chồng nấu ngon nhất. Và chuyên gia chương trình sẽ đưa ra một món và vợ sẽ là người nấu. Cùng một lúc hai vợ chồng nấu hai món đó để xem hôm nay chúng ta có bữa ăn như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần xuất hiện của chuyên gia, đó là Cẩm Thiên Long. Rồi, chào em. Hôm nay thì em sẽ ra một cái chủ đề, một cái món nào đó để hai cặp vợ chồng này cùng nhau để có thể nấu coi có ngon hay không. Yeah. Món nào mà nó gia đình thôi, đừng có để nhà hàng năm sao nhiều quá cũng khó nha. Yeah. Món nào đơn giản nhất. Ngày hôm nay thì Long cũng mong muốn mang tới đây một món như anh Linh có chia sẻ, là cái gì mà nó đơn giản thôi, nó gần gũi với lại gia đình của mình. Đặc biệt là mình có thể nấu, thực hiện lại và cho cả con của mình có thể sử dụng được, và lại dễ làm, dễ thực hiện. Coi qua một cái thôi là mình có thể làm lại được, nhưng mà đảm bảo mà là phải ngon. Và cái món mà Long muốn mang tới ngày hôm nay đó chính là món cá thu kho với lại cà tím. Một chút xíu thì hai bà vợ sẽ xem được cái clip hướng dẫn của Cẩm Thiên Long, và mỗi ông chồng sẽ chọn cho mình một cái món nào đó mình cảm giác rằng mình nấu món nó ngon. Dạ, hôm nay thì em lựa một cái món là cái món hến. Cái món đó là đầu tiên vợ nấu cho em ăn. À, và hôm nay em nấu ngược lại cho vợ ăn. Dạ đúng rồi, hôm em nay em có tự tin về cái món đó không? Dạ, mặc dù là nghề chính của mình là mì gói với trứng chiên, nhưng mà hôm nay mình cũng rất là cố gắng hết sức. Hến luộc hay gì? Dạ, hai món luôn, đó là canh hến với lại. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình Bếp Chiến. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chương trình, chúng tôi sẽ mời hai cặp đôi, những đôi vợ chồng đến đây, họ chia sẻ về cuộc sống của họ, họ có thể kết nối để yêu thương nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Và bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi ngày hôm nay. Đầu tiên là cặp Thanh Hùng và Ngọc Diệp. Cặp đôi thứ hai là Minh Thạnh và Tuấn Phụng. Chào Hùng với lại Diệp. Dạ em chào anh Quỳnh. Hôm nay thì hai bạn cảm giác thế nào với chương trình Bếp Chiến? Dạ đang rất là háo hức để tham gia chương trình này. Còn Diệp? Dạ em hồi hộp, không biết chồng em nấu ăn em có ăn được hay không. Nhưng ở nhà anh có nấu không? Dạ chưa bao giờ nấu hết anh. Trời đất ơi sao vậy? Không, nhà thì em vẫn có nấu, nhưng mà là nấu mì gói với trứng chiên thôi. Ủa gì đó hả? Tôi thử xem cái này nấu món gì ha, rồi làm món gì coi em ăn được hay không nha. Dạ. Xin chào Phụng với lại Thạnh. Dạ, ngon chào chị, cho anh Nguyễn Linh. Hôm nay là một ngày mà Nguyễn Linh nghĩ rằng rất là hồi hộp với chồng của Phụng. Đúng không? Dạ. Ở nhà em nấu món gì ngon nhất? Em nghĩ là chắc cũng giống như anh chồng bên kia, em chỉ nấu được mì gói hoặc trứng chiên thôi.
có nhiều khi nấu cho em ăn ở nhà mà còn nêm lộn đường với muối nữa đó. Nghĩ luôn hả? Em không biết hôm nay ai là người nếm thử món này thì em cũng hơi lo lo. Hơi lo. Chúng ta hy vọng mình sẽ kết nối để hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Có gì đó thì tối về mấy bà vợ đừng có nhéo ông chồng nha. Bởi vì trong chương trình có những cái mật mí chứ mà sẽ bí mật ở đây luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng chơi đầu tiên dành cho hai cặp vợ chồng, đó là hiểu ý vợ chồng. Mình sẽ đến với câu hỏi clip số 1. Chồng sẽ bị hấp dẫn bởi hình tượng cosplay nào? A, B hay là C? Theo Diệp, chồng em sẽ bị hấp dẫn bởi hình nào? Em nhìn đó thì là sợ kim chích lắm à. Mà cái hình mà y tá thì nhìn nó lại cũng sexy, quyến rũ. Thì theo em thì chắc chồng em sẽ chọn là B, y tá. Dù sợ kim nhưng mà vẫn thích y tá. Để xem nha, coi chồng em trả lời có đúng với em hay không. Trước khi mà bà định môi trai mình thì bà sẽ sử dụng những cái chiêu này. Với Hùng thì Hùng sẽ chọn đáp án B, nữ y tá hư hỏng. Có hôm qua mới mặc. Hay. Chúc mừng. Vậy là hay đó nha. Bây giờ thì Tú Hùng với lại Hạnh. Theo em thì ông xã em chắc sẽ chọn hình C. Tại vì rất là nhìn cái cô này rất là mạnh mẽ. Ông xã em thì hơi thích bạo lực. Anh thích bạo lực hồi nào? Thích bạo lực hồi nào chứ. Theo em là ông chọn đáp án chắc em nghĩ C. Sẽ là đáp án C. C đúng không? Rồi để xem Thạnh trả lời thế nào. Vợ em ghen lắm, vợ em không thích em coi mấy cái này. Nhưng mà nếu mà đối với em á thì chắc em thích mẫu A hơn. Tại vì em thích màu đỏ, nhìn nó quyến rũ, gợi cảm. Vợ em á thì có rất là nhiều đồ giống như cái mẫu A, muốn làm chuyện đó mới lòi ra mặt thôi, chứ bình thường là mặc đồ ngủ giống nít vậy. Coi đồ mới lấy ra. Là Thành chọn A. Em là không hiểu ý chồng, là chồng em thích màu đỏ nhưng cái gì em thích? Tại vì em nghĩ là cái đó em có nhiều quá rồi, cho nên chồng em phải chọn cái nào mà em chưa có. Ủa nhưng mà anh đâu có kêu em đổi đâu. Thì nhưng mà ý là mình nhìn cái đó phải kiểu nhìn hoài thấy chán rồi, mình phải nhìn cái gì chưa có. Uống nhiều nông dám. Vậy thì cũng chưa hiểu ý rồi ha. Chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai. Nếu bạn có 50 triệu mà vợ bạn không biết để mua gì. A, một bộ y phẩm. Hay một bộ phụ thùng xe. Chuyến du lịch. D, một gói bảo hiểm. Nghe thấy mỹ phẩm mình bày cười liền không? Đây chắc chọn một mỹ phẩm rồi đó. Rồi và bây giờ thì mời Phụng. Trời, câu này em chỉ cần nhắm mắt thôi là em cũng đoán ra được cái kết quả. Không ai khác ngoài thương em bằng thương xe, cho nên em sẽ chọn đáp án B. Để xem anh sẽ trả lời đáp án nào. Thì em rất là thích chơi xe. Nếu như mà có 50 triệu em sẽ lén vợ em đi thay một món trên xe của em. Em chỉ thay những món nào mà vợ em không thấy được, không thấy được sự thay đổi trên chiếc xe thì em mới làm. Thấy chưa? Thành con mắt được Thành. Coi như là quá bất mãn. Bất mãn luôn mà ức luôn á. Có thương thì thương chứ dễ gì. Tao có 50 triệu tao mua cho người ta chứ mắc mớ gì mua mỹ phẩm. Nhưng mà đối với em sẽ thương tiền hơn. Nếu như mà ổng làm cái chuyện đó là nội bộ lục đục liền. Lén mà sao em biết được. Qua chương trình này thì em đã biết rồi. Thì em sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn. Chọn là mua một gói bảo hiểm cho con hay gì thì em còn nới lỏng ra cái vấn đề đó. Còn mà nó trúng quá thì thôi, coi như là từ ngày hôm nay thì tự làm bao nhiêu thì cứ khai bấy nhiêu. Rồi, giờ là cặp vợ chồng bây giờ là hai câu rất vớt. Bây giờ theo Diệp thì Diệp sẽ chọn đáp án nào? Theo em á, mỹ phẩm thì em đã mua rồi, không cần thiết phải mua. Lời nào mua đúng không? Đúng rồi, mua chi tốn tiền, có người mua sẵn rồi. Còn xe thì chồng em không thích chơi xe. Bảo hiểm á, thì chồng em cũng không mua, tại vì em cũng đã mua rồi. Giờ có chuyến du lịch thôi, là từ lúc có con đến giờ là chồng em cảm thấy tù túng, chưa được đi chơi thỏa thích á. Em nghĩ chắc có tiền rồi chồng em sẽ đi du lịch. Chắc biết đâu đó chưa thích xe, giờ thích xe rồi sao? Không, trời, không có thích xe bằng em. Em là chồng em phải thích rồi, sao xe so được. Bây giờ để xem Hùng nói Hùng thích cái gì đây. Bắt đầu. Dành một chuyến du lịch cho cả gia đình. Chứ mỹ phẩm thì đa số là vợ thương lắm, vợ mua giùm hết trơn à. Mình không có cần phải bỏ quỹ đen 50 triệu và để mua sản phẩm dành cho mình. Đây chính là Hùng hay quá ta. Gì vợ mua hết trơn, gì vợ không làm hết trơn rồi. Em cứ chỉ sử dụng thôi.
lâu lâu lòi ra 50 triệu là phải phục vụ du lịch cho hai người luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá, em có quỷ đen. Ông mà không có được. Anh cho em cái bát quỷ đen nha. Xíu về cho cái bát. Thường em giấu quỷ đen ở đâu? Ồ chết em, anh không có nói được. Em sẽ gắn camera khắp nhà luôn. Khó lắm em. Em sẽ cử con đi theo luôn. Cử theo luôn hả? Đúng rồi. Thành có quỷ đen không? Dùng quỷ đen ấy xe thôi, cũng có gì đâu mà lo. Nhưng mình đâu bao ai đâu sợ. Đúng đâu rồi, bao xe thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Sau những phút mặn nồng, chồng thích được vợ thể hiện hành động nào với mình? A là cắn yêu, B là nắm tay, C là nằm lên người. Không như Diệp. Em thì đã vượt con số ký hồi còn chưa có baby rồi, nằm lên đè ngọt thở chết không chịu. Còn mà cắn thì chồng em nhột lắm, không có chịu được cái chỗ mà cắn lỗ tai đâu, không thích. Cho nên em nghĩ là chồng em sẽ chọn là nắm tay. Nắm tay. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem thích gì nha. Chà, cái này hả? Sao không có đáp án D ta? Ôm nhau ngủ là được rồi. À, chứ đừng có cắn, cắn thì hơi sợ. Hùng sẽ chọn là nắm tay. Hay quá. Rồi bây giờ trở lại với Thuận với Thạnh nào. Nếu như theo em á, sau những cái giây phút đó xong là ổng lăn rồi ổng ngủ. Ổng không đợi em làm gì hết trơn, ổng không đợi em nói gì hết, cho nên ba cái đáp án này em đang rất là hoang mang. Cắn yêu thì chắc ông chồng em á, ổng đang ngủ mà em cắn ổng cho em chửi em chết. Chắc ổng sẽ rất là cực, ổng rất là cẩu tại vì ổng sợ nhột lắm. Còn đáp án C là nằm lên người. Ổng thì sợ nhất một cái là cái gì mà nằm lên bụng ổng, tại vì cái bụng ổng giống như là một cái nguồn để phát ra âm thanh vậy á. Chỉ cần mà ngồi nhún lên là ổng chỉ có đầy hơi hơi dồn tụ xuống là bốc lên liền. Em nghĩ thì chắc ổng chọn nắm tay. Thường thì em chỉ có nắm tay ổng lén thôi, tại ổng ngủ rồi. Em nghĩ là lúc ổng ngủ ổng vẫn cảm nhận được cái đó, nên là em chọn B. B, nắm tay. Theo cái quan điểm của em á, nếu như mà sau những lúc đó mà vợ em mà quay qua ôm điện thoại hoặc là làm một việc gì đó mà không có tiếp tục mà kiểu như là âu yếm nhau á, thì cái đó chắc có thể là khiến em hụt hẫng nhất. Theo mình á thì mình chọn là nắm tay luôn, cho nhẹ nhàng tình cảm, đừng đè đừng cắn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với clip thứ tư. Thói quen nào của chồng mà vợ cảm thấy ghét nhất? A là mê chơi game, B là chuyên trễ giờ, C là sống ảo trên mạng xã hội, D là mê làm đẹp. Mời Phụng. Rồi, cái này em nhắm mắt em cũng sẽ đoán ra được cái câu trả lời đó là câu A. Tại vì chồng em thì không có mê làm đẹp, ổng rất là lượm thượm. Còn trễ giờ thì chắc em trễ giờ nhiều hơn, ổng thì không trễ đâu. Còn sống ảo thì ổng trên Facebook ổng chỉ có đúng một cái hình avatar là xe của ổng thôi, chứ không còn cái gì khác để sống ảo hết. Nhưng mà cái mê chơi game là cái mà em đã nói rất là nhiều lần và em rất là ghét cái vấn đề đó. Em nghĩ là câu A. Chứ đâu giờ Thạnh thay đổi thì sao? Chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Chưa bao giờ không? Bắt đầu để nghe Thạnh coi có thay đổi không nha. Cái này là em bảo đảm 100% là chính xác luôn, đó chính là mê chơi game. Bởi vì cách đây vài ngày em với vợ em cũng đã gây lộn về cái vấn đề chơi game này rồi. Vợ em không có cho em làm gì hết trơn á, ăn nhậu hay là chơi bời gì cũng cho, cho nên em chỉ có chơi game thôi. Thế chưa, cũng lỗi do em. Em phải cho chơi một cái thứ gì đó. Người ta nói là ít nhất phải cho một cái gì đó, chứ giờ không cho chơi gì. Nhưng mà em hỏi anh Quyền Linh nè, nếu như mà đi chơi với một đám bạn, em kêu là thôi hôm nay em cho anh chơi xả láng luôn, lại tại có em ở đó, thì ổng lại thôi em chơi đi, là xả láng đó là em xả láng luôn, ổng xả láng giùm ổng luôn. Ừ. Thì cái đó em cũng không hiểu là ổng đang kiểu như thích cái gì trong cái ông cái muốn chơi riêng á. Em cũng nghĩ không vậy. Có chứ, áp lực lắm em. Đàn ông mà em cứ bắt ở nhà hoài không cho chơi cái gì, nó phải có cái gì chơi chứ. Mình không có lấy thu vui tiểu khiển nữa. Đúng rồi. Ví dụ giờ vợ em cho chơi riêng, thích chơi gì? Không dám nói rồi. Chơi game thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Hùng Diệp. Theo em á, chơi game á thì chồng em không thích chơi game bằng em. Còn mà sống ảo trên Facebook á, là bây giờ là có phong trào là lôi con gái ra quay TikTok chung với ba. Còn mê làm đẹp á thì là cái đó là do em dạy hư ảnh rồi, cho nên là mình thích mà. Cho nên là vì mê làm đẹp mà lúc nào cũng trễ giờ với em hết.
Lúc mà mới quen á là họ hẹn em mà tới một tiếng đồng hồ sau mới thấy trước cửa nhà em, là hỏi tại sao. Do anh lo làm đẹp nên anh trễ giờ đó, cho nên là em ghét nhất là chuyện trễ giờ. Để xem Hùng có đúng hay không. Cái mà vợ mà ghét nhất đó là trễ giờ, bởi vì ngày xưa lúc mà hẹn đi chơi với bà cũng toàn là trễ giờ, là cũng do điều đi nọ các thứ, nên là bà ghi cái trễ giờ từ đó tới giờ luôn. Mình cặp vợ chồng này hay thiệt á nha, cái gì cũng đoán nhau hết trơn á. À, còn câu số 5, nếu mà đúng luôn câu này nữa hay nè nha. Mùi hương vào thời điểm nào trên cơ thể của chồng khiến vợ cảm thấy kinh khủng nhất? A là mới chơi thể thao về, B là mới đi vệ sinh xong, ăn xong rồi ở, D là vớ chân mấy ngày không giặt. Bây giờ qua cho Diệp trước đi. Chồng em bán bóng nhưng không bao giờ chơi đá bóng. Còn mà đi vệ sinh kỹ lắm, đóng cửa này kia, vệ sinh đủ các kiểu rồi mới đi ra, cho nên không giờ nghe mùi. Còn mà ăn mà ở thì không có. Chồng em giữ hình ảnh lắm. Em ghét nhất là cái tình huống này, trên đầu giường mà để cái đôi vớ, em nói anh để đây làm gì, thì cho em hửi để nhớ mùi của anh. Hay vì mùi thơm em không nói là mùi hôi nữa chứ. Theo em thì em phải chọn là mùi vớ. Mùi vớ. Hai đáp án mà vợ khó chịu có thể là ăn rồi ở, hoặc là cái vớ chân. Nhưng mà theo anh nghĩ thì chắc anh sẽ chọn là cái vớ chân mỗi ngày không giặt nha. Còn không giặt đâu, cũng đâu có hôi lắm đâu. Mà bắt cái về hôi. Số 1, hai vợ chồng này phải nói hiểu nhau 100% luôn ha. Rồi bây giờ cuối cùng để xem Tú Phụng. Theo em thì chắc chồng em sẽ, em ghét nhất là cái mùi ổng đi vệ sinh xong. Chồng em thì không chơi thể thao rồi, nếu mà chơi thể thao thì tướng ổng không có như vậy. Ăn xong rồi ở thì cũng hiếm khi nào mà em thấy ổng ăn xong ở vô mặt em lắm. Còn vớ chân thì ổng không bao giờ mang vớ, ổng chỉ mang dép thôi, không bao giờ mang giày. Nhưng mà cái vấn đề mà ổng đi vệ sinh á thì em cũng nói rất là nhiều, tại vì toilet thì nó nằm trong phòng. Bao nhiêu cái nến thơm của em làm trong phòng không làm lại mùi của ổng. Cho nên là chắc em nghĩ là đó là lần cô B. Bây giờ mình để xem coi Thành sẽ nói gì nha. Câu hỏi này em thấy sao? Cái mùi hương mà khiến cho cơ thể, trên cơ thể em mà khiến vợ cảm thấy kinh khủng nhất là chắc cái mùi mới đi vệ sinh xong. Cũng có cái vô lý nữa, ai đi vệ sinh mà không thôi. Bà cứ tối ngày cứ nói sao anh đi hôi quá vậy. Cái em mới hỏi vợ em lại, ủa vậy chắc em đi thơm. Vậy nên mốt á, Thành đi xong em giống như hụng khóa chặt luôn, cho nó chừng nào nó tan đâu, hay là mình tự quỷ với chính mình đi. Không cho nó quỷ hết, không mở ra đi. Không em giả bộ đi thay cho vừa thơm mình xịt qua một cái rồi mở cửa ra để nó thay đổi không khí đi. Bây giờ tôi chốt lại Hùng với Diệp á là 5/5 luôn. Chúc mừng hai em. Anh với Phụng thì cũng cái hiểu cái không, nhưng mà cũng về cũng tương đối hiểu đó. Nhưng mà hai vợ chồng anh thấy rằng là rất là dễ thương. Chúng ta đã đến với phần hiểu ý nhau giữa hai vợ chồng. Rất là dễ thương ha quý vị ha. Bây giờ ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần bếp chiến. Ở phòng bếp chiến này thì chồng nấu một món mà chồng có thể thấy rằng là cái món đó là chồng nấu ngon nhất. Và chuyên gia chương trình sẽ đưa ra một món và vợ sẽ là người nấu. Cùng một lúc hai vợ chồng nấu hai món đó để xem hôm nay chúng ta có bữa ăn như thế nào. Bây giờ ta sẽ đến với phần xuất hiện của chuyên gia, đó là Cẩm Thiên Long. Rồi, chào em. Hôm nay thì em sẽ ra một cái chủ đề, một cái món nào đó để hai cặp vợ chồng này cùng nhau để có thể nấu coi có ngon hay không. Yeah. Món nào mà nó gia đình thôi, đừng có để nhà hàng năm sao nhiều quá cũng khó nha. Yeah. Món nào đơn giản nhất. Ngày hôm nay thì Long cũng mong muốn mang tới đây một món như anh Linh có chia sẻ là cái gì mà nó đơn giản thôi, nó gần gũi với lại gia đình của mình. Đặc biệt là mình có thể nấu, thực hiện lại và cho cả con của mình có thể sử dụng được, và lại dễ làm, dễ thực hiện. Coi qua cái thôi là mình có thể làm lại được, nhưng mà đảm bảo mà là phải ngon. Và cái món mà Long muốn mang tới ngày hôm nay đó chính là món cá thu kho với lại cà tím. Một chút xíu thì hai bà vợ sẽ xem được cái clip hướng dẫn của Cẩm Thiên Long, và mỗi ông chồng sẽ chọn cho mình một cái món nào đó mình cảm giác rằng mình nấu món đó ngon. Dạ, hôm nay thì em lựa một cái món là cái món hến. Cái món đó là đầu tiên vợ nấu cho em ăn. À, và hôm nay em nấu ngược lại cho vợ ăn. Dạ đúng rồi, hôm em nay em tự tin về cái món đó không? Dạ, mặc dù là nghề chính của mình là mì gói với trứng chiên, nhưng mà hôm nay mình cũng rất là cố gắng hết sức. Hến luộc hay gì? Dạ,
hai món luôn, đó là canh hến với lại hến xào xà ớt. Ngon nha, hấp dẫn đó. Hôm nay em đến chương trình là em sẽ nấu cái món bánh canh cá lóc. Cái món này thì em muốn nấu lại một lần nữa, tại vì lúc trước giờ em có nấu cho em ăn một lần nhưng mà do thất bại. Trả thù hả Thành? Dạ, bây giờ em phải trả thù lại. Và em chứng minh cho vợ em thấy là em sẽ nấu ngon hơn vợ em. Ý, cái này hay rồi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bếp chiến. Chúng ta sẽ có 30 phút để trổ tài giữa vợ với chồng luôn. Bắt đầu. Phần nào là của canh anh? Phần này là canh, phần này là sao? Làm hai món luôn anh? Dạ. Yeah. Nhìn ảnh vậy chứ không biết ảnh có làm được không. Cho em thấy ảnh dạng tay lắm nha. Hùng dẻo lắm mà. Anh nhìn vậy thôi chứ không có đâu. Hả? Thấy dẻo lắm mà đúng không? Không. Dẻo miệng thì có chứ lên nấu ăn là không có đâu. Nấu ăn không có hả? Dạ. Không biết ăn được không? Ở nhà vợ cũng có dạy sơ sơ rồi. Dạy sơ sơ. Dạ. Hy vọng ăn được. Thôi nhìn vậy thôi anh ơi, ảnh mà nấu ngon thôi em không được ăn đâu. Anh ăn hết hả? Anh tham ăn lắm. Anh thấy là mình nếu mà cái bí quyết để mà mình nấu nướng á là mình cứ nên là sơ chế hết toàn bộ mọi cái ở trước mặt mình, rồi sau đó mình bắt tay vô nấu, mình sắp xếp luôn. Có cay không? Không, chưa. Chưa cay hả? Ừ, hành này chưa cay đâu, lát hành khác mới cay. Cái hành này nếu mà khi mà mình ở nhà mà mình muốn cho nó không có cay á thì mình sẽ bỏ nó vô trong tủ lạnh. Dạ. Trước khi mà mình cắt á thì nó sẽ đỡ bay ra vị hăng. Mình cao, mình đứng, mình xa thì nó không có bị cay, chứ còn cỡ như vợ em đứng gần quá thì em dọn không hả? Tất cả là biết ít vô bếp rồi. Đàn ông giờ chính ra phải vô bếp thường xuyên. Em không thích Hùng điều gì nhất gì? Anh cũng vật chất lắm anh ơi. Vật chất là sao? Như em bị tai nạn xe á, bạn em gọi điện thoại nói là Hùng ơi, lên coi chị sao, chị bị té xe kìa. 2 tiếng sau chưa thấy lên nữa. Đến hồi lên gặp em ở trong bệnh xá thì nói xe có sao không em. Mà cái tội thì cũng là lỗi với em. Trời ơi, phụ nữ gì mà chạy ngoài đường mà bắn nhiều luôn, chạy khủng hoảng luôn. Em chạy chậm lắm đúng không? Dạ, em chạy thì cũng đủ. Nhẹ nhàng đúng không? Dạ, cũng được. 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ tặng cho vợ bó bông. Tạo nét ấn tượng đó. Tạo nét ấn tượng lắm anh. Chồng em á là mọi người cứ hay nói là hơi yếu yếu, hơi bóng bóng gì chứ có khi nào mà em có phát hiện là chồng em nhìn say đắm một chàng trai nào, hot boy nào chưa? Mê trai cực kỳ luôn anh ơi. Cái gì? Một người con gái mà sexy, không có vợ dòm, nói không bằng vợ tôi. Nhưng mà một chàng trai đi ngang, nhìn rớt cả con mắt ra ngoài luôn á. Dòm trai nó có hai tác dụng. À. Thứ nhất là mình coi coi nó có đẹp bằng mình không. À. Thứ hai là mình coi là để mình học hỏi. Mình có con gái mà thì mình sẽ coi để mình mốt mình truyền đạt lại cho con gái, mốt nó biết đường, nó chọn chồng. À, với lại mình học có nó đẹp cái nào mình học mình làm đẹp cho mình đúng không? Dạ. Cái này thường em thấy là mình cũng có thường hay ăn chung với lại rau không đúng không? Thường thường em thấy mình hay ăn với rau đắng. Ừ. Nhưng mà ở đây thì không có chuẩn bị. Nhà mẹ em hay nấu thì không ăn chung với rau. Bánh canh không ăn chung với rau gì. Có bao giờ hai vợ chồng vào bếp mà cãi nhau chưa? Có bất đồng quan điểm. Tại vì thường thì ổng thì rất là gọn gàng, cũng làm gì đâu ra đó. Còn em thì cái tính này bài lắm. Bài lắm. Hay lụng vụng xong rồi ổng hay la em á. Xong rồi em nói là thôi la thì mai mốt tự làm luôn. Tức là tự làm đầu bếp luôn đi. Ngược lại em là có tính bụng hả? Dạ đúng rồi, em thì giống như là không có gọn được như ổng. Nó kiểu làm cái gì ra xong rồi ổng không có vừa ý, không có vừa mắt. Ủa em xào cái đó là gì vậy? Em thắng được. Em thắng nước màu hả? Dạ đúng rồi. Em bỏ dầu nhiều quá chi vậy? Thôi vậy bây giờ em lấy ra ngoài đi, em làm lại đi. Anh thấy công việc nhà là Thạnh làm tốt á. Em làm không với đâu có tốt với không tốt đâu anh. Em làm không luôn hả? Bà không có làm gì hết trơn á, bà chỉ cho con bú thôi. Sinh con ra là em thì chăm hết. Tại vì lúc mà em có bầu thì ổng hứa với em nhiều lắm. Hứa là sẽ làm tất cả mọi thứ cho con bú, rồi kiểu thay tả cho con, đủ thứ trò hết. Rốt cuộc đẻ ra là em làm hết trơn. Có nhiều khi tối con khóc hoa 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 đòi bú sữa, ổng ngủ mà ổng ngái như một dây đàn luôn, ổng không nghe cái gì hết. Vậy mà cũng hứa ha. Dạ vậy cũng hứa. Cái thơm này xong rồi mình tiếp theo làm gì? Em sẽ cà hành vô, bỏ cà vô. Rồi giờ mình nên đổi ngược lại đi. Mình nên ném đồ xong hết chưa? Chưa, giờ mới nên thử. Được thì cuối cùng mình mới cho hành tây vô.
ta còn 10 phút nữa nha các bạn. 10 phút. Tính giờ thiệt mà, tính giờ thiệt đó. Ông Thạnh nó làm cũng được á. Ok chứ. Món nó làm ok. Cái món nó còn dễ làm hơn. Thạnh nó chuyên nghiệp quá nhiều. Nhưng lúc này mới thấy là người đàn ông của gia đình. Người đàn ông của gia đình, trụ cột. Nhanh lên, nhanh lên, những công đoạn cuối cùng. Chúng ta đang đến với những công đoạn cuối cùng của bếp chiến thưa quý vị. Hai đội chơi họ vẫn đang nỗ lực nêm nếm và vẫn dây công đoạn cuối cùng. Tôi thấy cái hương vị thì có rồi đó, nhưng mà mặn lạc thì chưa biết thế nào. Cẩm Thiên Long cũng đã phát hiện ra một vài cái sơ suất khi mà các bạn chế biến. Bữa cơm gia đình có thể nó không phải ngon lắm, không cần đẹp lắm, nhưng mà chúng ta phải nấu bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã có một cái bàn trưng bày những cái món ăn mà hai cặp vợ chồng nấu cũng nhìn thấy được hả Cẩm Thiên Long hả? Nhìn chung là được. Nhìn chung là được. Bây giờ em nên đếm thử xem sao. Mình lấy khăn là lên cho nó giống nhà hàng đi. Thấy là mình nên ăn thử cái cơm với lại hến, với lại cá thu trước, xong sau đó mình thử cái phần canh. Cơm chắc bụng ha. Dạ. Chỉ là miếng hến nè. Cảm ơn hai chồng. Có dặn dò gì trước không? Để ăn coi nó có sao không? Ủa đúng ra là phải ai thử trước chứ, tụi nó có độc biến gì chứ. Xin phép hai cặp vợ chồng mình thử trước nha. Anh Linh bảo trọng. Còn cái món này mà anh thấy anh làm rất là hấp dẫn mà. Thử miếng cá. Cá là gì kho đúng không? Dạ. Một ít cà. Cà nó nát hết rồi. Còn vẫn nguyên được mùi cà. Nếu có thời gian ta phải nó ngấm cá thì mới ngon. Cá này chưa ngấm, canh hến. Canh hến dạ. Cái món này mới nhìn vô là thấy là thành công rồi. Nhìn hấp dẫn. Nhưng nếu các bạn đậm đà chút xíu nữa rồi. Nó thiếu cái đồ đậm đà của nó. Món này thì đậm, món này thì hơi nhạt. Một là nó chua chua chút xíu, hai là nó ngọt ngọt chút xíu, ví dụ như thế. Còn này nó hơi bị lờ đó. Cái này cái vị nó thì hơi ngang. Nó cũng không lên được cái vị đậm, cũng không có vị chua, cái vị chua nó còn hơi yếu. Nếu mà nãy lúc đầu mà anh xào cà, mình có thể là xào cho nó nhiều hơn, cho nó dập hết luôn cái phần cà, lúc đó ra cái đồ chua nhiều. Có tăng thêm chút xíu chua nhàn không? Như người miền Tây thì họ thường hay là dắt xíu chanh vào cái phần sau cùng. Bây giờ là mình nếm bánh canh. Canh cái độ sệt của nó có rồi nè. Ha. Thử cái nấm nó thêm một chút cá. Vẫn còn dai được. Tức là cá lóc vẫn còn dai là ok. Nó vừa á, chúng ta có một chén nước mắm mặn mới để có ai ăn thêm là ngon. Cá thu ăn với bún. Cá thu kho cà với bún. Chính là đây đậm ạ. Được á. Nhờ con có nước màu, có đường vô ngọt ngọt, cá cũng ngon. Quan trọng là Cẩm Thiên Long còn anh là món nào cũng ngon hết chứ. Nếu mà về phần trình bày hai bên á thì cũng giống như là anh Nguyễn Linh nói về khâu chuẩn bị với lại cái khâu trình bày thì bên này tương đối là chuẩn chu hơn. Về cái vị thì anh Linh cũng chia sẻ, ví dụ như cái canh á, tại mình nấu gì cũng vậy, nó phải ra được cái vị chuẩn của nó. Trong cái quy trình nêm nếm á thì mình nêm lúc nào cũng là mặn ngọt trước, xong rồi sau đó mới tới là phần chua cuối cùng, để mình tránh bị cái việc mà mình cứ nêm mấy cái đồ chua đồ hoài mà lúc đầu á là lát lưỡi mình bị tê à. Chua với lại cay lúc nào cũng nêm sau cùng, rất kinh nghiệm. Dạ. Còn về cái vị á thì cái này kho thì nó chưa đưa ra kho lắm, tại vì nó mất đi hết luôn cái phần nước luôn à. Một phần cũng là do cái áp lực về thời gian. Nãy là lúc đầu thì mình chỉnh chu, mình làm mọi cái rất là chậm rãi mà chắc, nhưng mình tới cái thời gian cuối rồi bắt đầu là mình bị cuốn theo cái thời gian, cho nên là thật sự ra nếu mà cái này mà mình có thời gian thì mình làm nó sẽ rất là ok, cái vị đậm đà. Đó, bên đây thì là về cái hình thức á, trang trí màu sắc lên thì nó không đẹp bằng,
Nhưng về cái sản phẩm á, ví dụ như cái miếng cá thì mình nhìn vô là mình thấy vẫn thích miếng cá bên này hơn. Về cái bề mặt chiên, rồi ra cái màu rồi nhìn nó cũng đẹp. Ngay cả bên trong là khi mà mình xé cái sớ thịt ra, mình cũng thích là cái miếng sớ thịt bên trong của này hơn, vừa chín tới. Nhưng mà vẫn cần thêm chút xíu thời gian để cho nó thấm vào bên trong hơn. Nhưng mà cái vị bên này thì rất là vừa. Đối với lại bột gạo, bánh canh bột gạo thì mình nên trụng sơ qua với lại một cái nồi nước khác, trần sơ qua nước lạnh hay là gì đó rồi mình mới bỏ vô trong tô. Tại vì đôi khi mình bỏ vô vậy mà mình lấy ra không kịp, hay là do lửa mà mình không có kiểm soát được đường lửa, đôi khi là mình luộc quá nó bị chín quá mình lấy ra không kịp hay bị sót lại, thì lát ăn nó sẽ làm không ngon. Rồi cá khi mà mình sơ chế, cái quan trọng nhất là cá lóc á, đâu có để ý thấy là lúc anh cắt ra. Nếu mình thêm một cái thao tác nữa là mình vệ sinh đi, vệ sinh luôn cái phần ở bên trong, tại cái phần tanh nhất của nó là nằm ngay cái chỗ mà máu, ngay cái xương á. Cái đó mình nếu mà mình lấy ra được cái đó thì mình làm mấy cái món nước á, nó sẽ giúp cho mình khử được cái mùi tanh rất là tốt. Tuy nhiên ở lúc làm thì em thấy là mình cũng có xào thêm hành tỏi đồ này nọ để cho nó thơm, và đặc biệt là cái ván đó mà nó ở trên cái bề mặt của cái món bánh canh này á, nó làm cho mình kích thích vị giác lắm, làm mình dễ ăn. Về vị chung á thì là bên đây thuyết phục được, ví dụ như 10 người ăn thì Long nghĩ là chắc chắn là 8 người sẽ thích rồi, nhưng mà còn bên đây thì cái vị còn tương đối là hơi thiếu vị chút xíu. Cảm ơn đội ngũ chuyên nghiệp. Bây giờ các bạn nào hãy cứ ăn đi, mình thưởng thức, mình tự cảm nhận về những cái thành phẩm của mình ha. Anh thấy cuộc chia sẻ ngày hôm nay rất là thú vị. Trong gia đình của chúng ta đó, chúng ta nên có những bữa ăn tự vợ chồng nấu thế này. Cái bí quyết mà nấu ăn á thì có thể các bạn sẽ cùng chia sẻ với Cẩm Thiên Long. Anh đi sao thấy ăn của chồng em làm đó, coi nó làm sao. Nay Thạnh làm được đó. Nào thấy chồng nấu bánh canh lóc ngon không? Ngon. Ngon hơn cái đợt mà em nói vậy không? À dạ, rút kinh nghiệm mà đúng không? Đúng không Thạnh? Làm canh, ăn canh hến đi dịp rồi em thấy chồng em nấu canh hến sao? Không hến này cũng làm mặn đà đó. Vậy mình rút kinh nghiệm là sau này là mình nên chiên xào mấy cái này nên nhanh chút xíu. Tại hến mà sau khi mà mình luộc mình tách ra nó đã chín rồi, mà mình để trên chảo lâu quá thì nó bị khô, khô ăn mình không có đúng rồi, cái vị của nó mất đi cái độ ngọt luôn đó. Hôm nay thì trong cái ngày hai vợ chồng cùng nấu ăn này thì em có muốn điều gì nói với chồng em không? Sau cái bữa ăn này thì anh thấy là công việc nội trợ á nó cũng không phải là đơn giản. Mấy ông chồng nhiều khi không vào bếp thì cứ nghĩ ở nhà chỉ cơm nước con cái thôi mà cứ than, thì cái đó là không đúng. Bây giờ anh vô một lần đi rồi anh sẽ thấy được là nó vất vả như thế nào. Thì cũng mong sau này thì công việc gia đình thì mình chia sẻ với nhau thì nó sẽ tốt hơn, chứ đừng để cho vợ ôm đồm một mình. Còn em thì sau khi vào bếp hai lần thì thấy là đúng là nấu ăn nhìn thì dễ nhưng mà làm thì không hề dễ tí nào. Thì em thấy cuộc sống thì nó cũng giống như vậy, nên mình sẽ phải gọi là vung vén từ nhiều thứ. Qua chương trình này thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới vợ đã cố gắng hy sinh chịu đựng trong thời gian qua và cho gia đình có được một bữa cơm ngon. Còn bên đây thì sao Thành? Dạ, theo em thì qua chương trình này thì em cảm thấy là cái việc vô bếp thì thật sự là không dễ, nhưng mà tự nhiên em cảm thấy thích việc nấu ăn hơn. Tại vì khi mà mình nấu ra một món ăn á mà cho người khác thưởng thức á, ví dụ như anh Quyền Linh, anh Long khen ngon thì em cảm thấy rất là vui về cái chuyện đó. Và em muốn sau này là chắc sẽ thường xuyên nấu cho vợ em ăn hơn nha. Đặc biệt là vợ khen nha. Dạ. Em có những cái lỗi lầm nào em muốn điều gì nói với vợ em trong ngày hôm nay? Lỗi lầm của em thì do là dạo gần đây thì em hay bỏ bê vợ em, thì em hay mê chơi game, bỏ bê vợ con. Thì vợ em cũng có phàn nàn với em vào mấy ngày trước. Sau bữa ăn hôm nay thì em sẽ cố gắng thay đổi và dành thời gian cho vợ con em nhiều hơn nữa. Em có muốn nói gì với chồng em? Em cũng mong là tụi mình có cái thời gian mà trong bếp nhiều hơn, để kiểu như là khi mà làm ra như vậy thì tụi mình sẽ cảm thấy trân trọng những cái bữa ăn gia đình hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn hôm nay rất là nhiều, đã đem đến một không khí gia đình mà mình nghĩ rằng hàng triệu gia đình đang hướng tới. Trong cuộc sống hiện đại vội vã thế này, tất bật mưu sinh thế này, mỗi người công việc, chúng ta quên đi rằng bếp là nơi đem đến yêu thương nhiều nhất, bếp là nơi kết nối những thành viên gia đình nhiều nhất. Một lần nữa thì Quỳ Linh cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi, hãy đến với chúng tôi để cảm nhận giá trị yêu thương của mỗi gia đình trong bếp chiến quý vị nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 20:30 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thứ hai hàng tuần nha.